xuân hồng dìu và lời yêu thương vương chiều hò bày tròi vọng giấc mơ tiếng xuân về nồng nàn tình tháp nước thăm đầm trường dục thanh tình sâu nghĩa nặng lòng mẹ bao la khúc hát âu ơ gió vương cánh diều bay cao tiếng thời gian trôi và cứ trôi mãi. Quang Đẩu ngẫm lại, thế giới và toàn dân Việt Nam cùng đánh giặc coronavirus Vũ Hán. Tôi tin chắc rằng vấn đề này ai cũng biết và thấy. Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận ra một đường đi làm một nẻo. Không thấy cái sai mà lại còn ra quyết định trao giải nhất Bonaga cho tác giả Hoàng Phước. Trong tác phẩm, nhạc sĩ chỉ biết viết ca ngợi thần linh thắng Mẫu Tháp Bà Nha Trang mà thôi. Rất đáng tiếc là không nói được gì, không phản ánh thực tế đậm nét về Phan Thiết quê hương Bình Thuận. Sai bét chủ đề nội dung cơ bản trong việc thống nhất tôn chỉ của Đảng và Nhà nước giao cho ban tổ chức hội một khi đã phát động cuộc thi sáng tác ca khúc viết về quê hương Bình Thuận. Tôi thấy Hội Văn học nghệ thuật coi thường và thiếu trách nhiệm đã làm tổn thương đến với những người con luôn tự hào là con dân quê hương xứ sở, mảnh đất anh hùng Bình Thuận. Nhạc sĩ Quang Đẩu, trân trọng cảm ơn. Tôi muốn nói với em về một thành phố biển nơi gió cát xôn xao ngọt ngào thường trong nắng mới chiều mũi né nhuộm muôn sắc màu đêm phố hài lấp lo trăng mơ Phan Thiết tôi ơi, Phan Thiết tôi yêu, Phan Thiết quê tôi, Phan Thiết trong tôi, Phan Thiết trong với mục đích sáng tác của các ca khúc hay chất lượng để phục vụ cuộc sống, các sự kiện chính trị của tỉnh, tạo nguồn tác phẩm âm nhạc mới có chất lượng để phục vụ các chương trình nghệ thuật nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân Bình Thuận, thể hiện những thành tựu to lớn mà đảng bộ và nhân dân Bình Thuận nỗ lực phấn đấu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt những thành tựu trong thời kỳ đổi mới. Cuộc thi tạo ra động lực thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật cho các nhạc sĩ và công chúng yêu âm nhạc trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức đã nhận được 42 tác phẩm âm nhạc của 23 tác giả trong và ngoài tỉnh gửi về tham dự. Phần lớn các tác phẩm tham gia cuộc thi đã tập trung phản ánh được bản sắc văn hóa các dân tộc anh em đang chung sống trên quê hương Bình Thuận. Ngợi ca quê hương thiên nhiên, con người, tiềm năng, thế mạnh của Bình Thuận. Các đề tài mà xã hội quan tâm như bảo tồn văn hóa địa phương, tinh thần đại đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, xu hướng hội nhập phát triển, nhiều tác phẩm đã đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi với các ca khúc có lời ca ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ thuộc, gần gũi với đời sống nhân dân, tạo tập ảnh hưởng cho quần chúng. Các đối tượng tham gia cuộc thi lần này phần lớn là các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đang sinh sống và công tác tại tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra còn có các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp đang sinh sống ở các tỉnh thành khác như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Bình Phước. Về ưu điểm, các tác phẩm âm nhạc tham dự cuộc thi lần này đều biết đúng trọng tâm là ca ngợi Đảng văn minh, các bộ vĩ đại, truyền thống đấu tranh vẻ vang, nét đẹp của bản lộc và con người Bình Thuận. Ngợi ca những con người đã tận tụy, hăng say lao động vì sự phát triển của tỉnh, hướng tới sự đổi mới và ảnh hưởng sâu rộng trong mỗi tầng lớp nhân dân.
làm đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của xã hội, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước. Ban tổ chức đã xử lý tốt việc thu âm, demo các tác phẩm do các tác giả gửi về để ban giám khảo thẩm định. Các tác phẩm tham dự cuộc thi không phạm quy, có sự đầu tư về phối khí, thu thanh ca sĩ. Về hạn chế, số lượng các tác giả tham gia hưởng ứng cuộc thi còn khiêm tốn, có thể do kinh phí đạt được hạn hẹp nên chưa sức thích được sự tham gia nhiệt tình của các tác giả. Có những ca khúc dự thi thể hiện chung chung chưa nắm bả những nét tiêu biểu về truyền thống khen qua lịch sử kinh tế. Văn nghệ là phần nào thể hiện được tình cảm và tâm tư nguyện vọng của các tác giả đối với con người và mảnh đất quê hương. Với trách nhiệm và sự tôn trọng các sáng tạo nghệ thuật của các tác giả, ban giám khảo gồm các nhạc sĩ có chuyên môn cao được mời từ thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng làm việc một cách công tâm và khoa học, đồng thời tính tới những đặc thù khách quan để lựa chọn ra những tác phẩm tiêu biểu nhất đáp ứng mọi tiêu chí để trao giải. Đến giờ đây chúng ta xin được nghe công bố kết quả. Kính thưa quý vị, cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương mình của năm 2019-2020 đã khép lại và thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức cuộc thi, cảm ơn sự có mặt của quý vị, chúc các tác giả sức khỏe, hạnh phúc, tràn đầy sự sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ thì chúng tôi xin kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi mình vào bên trong tháp Ponagar này để mình cùng khám phá. Chúng tôi đã đến thăm ngôi đền Champa, nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, cao khoảng từ 10 đến 12 mét so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía bắc, nay thuộc phường Bình Phước. Theo cấu trúc, dãy tháp ở phía trước có 3 ngôi và dãy ở phía sau vốn có dấu vết của 3 ngôi tháp khác. Thế nhưng nay chỉ còn có một. Mặt ngoài thân tháp có nhiều gờ, trụ và đấu. Trên đỉnh các trụ thường đặt gạch trang trí hoa văn hình vòm tháp. Trên thân tháp còn có nhiều tượng và phù điêu bằng đất nung, trong đó có hình Ponagar, thần Tenexa, các tiên nữ và các loài thú như là nai, ngỗng vàng và sư tử. Trong tiến trình tồn tại và phát triển, cư dân cổ Champa đã để lại một khối lượng di sản văn hóa khổng lồ, cả về văn hóa vật chất, tinh thần trên dải đất miền Trung và Tây Nguyên ngày nay. Theo sử sách và những kết quả khảo sát thực địa, khu đền tháp này có tất cả là 6 đền tháp. Ngoài 4 đền tháp còn hiện hữu, còn có 2 đền tháp ở trong khu vực phía sau. Nhưng hiện nay chỉ còn nền móng của tháp cũ.
Người Chăm gọi tháp là Kalan, dịch sang tiếng Việt nghĩa là đền hay là tháp. Các tháp Chăm ở đây được xây dựng theo bình đồ hình vuông. Mỗi tháp đều có bốn cửa ở bốn hướng đông, tây, nam và bắc. Ba cửa ở ba hướng tây, nam và bắc chỉ là những ô cửa giả. Riêng cửa phía đông được mở ra và kéo dài như là một tiền sảnh mang dấu ấn của Champa. Phan Thiết trong tôi, Phan